chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt trên quốc lộ 1A. Cái hướng này chúng ta sẽ đi về hướng Trảng Bom, Dầu Dây. Tiếp tục cái chặng đường ngày hôm nay, Phú lại đưa quý vị các bạn về thăm lại khu vực giáo xứ Vũng Phúc quý vị nha. Cái video này sẽ theo yêu cầu của số quý vị và các bạn muốn Phú đến đây để cập nhật tình hình khu vực giáo xứ Vũng Phúc. Thì giáo xứ Vũng Phúc cũng lâu lắm rồi Phú không có ghé, từ lúc mà người ta xây nhà thờ đến giờ. Nên là hôm nay để theo yêu cầu quý vị cũng sẽ quay lại đây để cập nhật quý vị xem nha. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Thực ra thì các khu vực của các giáo xứ này cũng rất là rộng, cho nên là cũng chỉ đi được một vài chỗ thôi, chứ không đi được hết thì quý vị thông cảm nha. Đây bây giờ cũng sẽ qua đường đây. Đây bên này chính là nhà thờ giáo xứ Vũng Phúc đây, người ta đang xây quý vị. Đó, ta đang xây nè. Bây giờ Phú sẽ bay flycam để cho quý vị có thể nhìn thấy cái khuôn viên của nhà thờ mới giáo xứ Vũng Phúc người ta đang xây dựng quý vị ha. Thực ra thì nhà thờ giáo xứ Vũng Phúc cũng đã khởi công xây dựng khá là lâu rồi, nhưng mà do tình hình dịch bệnh cho nên là bây giờ người ta vẫn đang làm chứ chưa có xong quý vị ha. Khi nào mà nhà thờ xây xong thì Phú sẽ đến đây để quay chi tiết cho quý vị xem. Còn bây giờ thì Phú sẽ cho quý vị xem những hình ảnh từ trên cao thôi, bởi vì bên trong là công trình cho nên là cũng không có được phép vào bên trong nha quý vị nha. Phú thấy nhà thờ người ta đang lợp ngói và đang hoàn thiện những cái phần còn lại, rất là rộng lớn và đẹp luôn quý vị. Thì Phú cũng không có nhìn thấy cái hình mà mô hình của nhà thờ, cho nên là Phú quay cũng nhìn thấy sao thì Phú nói vậy thôi nha quý vị nha. Cũng rất là may mắn là cách đây một vài năm trước Phú đã có quay lại nhà thờ giáo xứ Vũng Phúc lúc mà chưa có xây dựng á, là nhà thờ cũ đó, cho nên là cũng có một cái kỷ niệm nhỏ nhỏ với giáo xứ Vũng Phúc. Chứ bây giờ nếu mà sau năm nay hoặc là khoảng một năm nữa mà nhà thờ mới xây xong thì thực sự là không có biết được là nhà thờ giáo xứ Vũng Phúc ngày xưa như thế nào quý vị ha. Thì Phú thấy là đa số bây giờ các nhà thờ mới của các giáo xứ người ta xây theo cái kiến trúc nó cũng giống giống như nhau thôi. Ở phía trên đỉnh nhà thờ, nóc nhà thờ chúng ta nhìn xuống thì có hình cái thánh giá, theo cái hình thánh giá vậy ha. Và chung quanh thì cũng cái kiểu như thế này, những cái ngọn tháp kiểu như thế. Và đa số là lợp mái ngói là nhiều. Theo như Phú nghĩ thì nhà thờ giáo xứ Vũng Phúc khi mà xây theo kiểu này thì sẽ quét sơn chứ không có dán đá quý vị ha. Đấy, thường thường cái kiểu như này là người ta sẽ quét sơn chứ người ta không có dán đá. Phía sau khu dân cư ở đây rất là nhiều cây xanh, nhìn nó rất là trong lành quý vị. Đây, từ hướng này là phía hông đằng sau, đi thẳng ra phía mặt đường quốc lộ 1 quý vị. Và cái hướng đường này cũng là cái hướng đường đi về Sài Gòn ha. Từ phía đằng sau đi ra đằng trước quý vị. Phía đằng trước này chắc Phú nghĩ là tháp chuông luôn. Nhà thờ sẽ xây tháp chuông dính liền với phía đằng trước nhà thờ. Nhà thờ nằm sát với mặt đường quốc lộ 1A quý vị nha.
đây là cái hướng đường đi về Sài Gòn này. Nhà thờ cũng xây nổi lên khá là cao, cho nên Phú nghĩ là khi mà chúng ta đi trên đường quốc lộ 1A từ hướng Long Khánh đi lên Sài Gòn, hoặc là hướng ngược lại, khi đi đến cái khu vực chỗ này, chúng ta sẽ nhìn thấy nhà thờ Giáo xứ Ngũ Phúc nổi lên rất là đẹp. Hướng từ bên ngoài chúng ta nhìn vào bên trong quý vị nhé. Các nhân công người ta đang lợp mái ngói cho nhà thờ. Đây là một số hình ảnh Phú bay flycam để ghi lại khi nhà thờ Giáo xứ Ngũ Phúc đang xây nhà thờ mới. Thì sau này nhà thờ hoàn thành, Phú sẽ đến đây tiếp tục quay quý vị xem nhé. Phú đi vào con hẻm sát bên cạnh nhà thờ Giáo xứ Ngũ Phúc. Đi vào trong này quay quý vị xem. Đi dạo một vòng này quý vị nhá. Khu Ngũ Phúc thì cũng rộng lắm, cho nên là cũng sẽ chỉ đi một số con đường thôi. Chứ còn đi hết thì không biết khi nào mới hết được. Đây ta đang xây nhà này. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nha. Ở trong này hình như là có hồ bơ, hồ câu thì phải. Hồ cá là câu cá. Đấy, có nhiều người đi vào trong này vác cần câu đi vào trong này. Ô, đi vào trong này vườn cây mát quá. Đấy, vườn cây rất là mát luôn. Trong này là đường Ngũ Phúc 3. Đường Ngũ Phúc 3. Ôi, nhiều đường thế. Đây quý vị, đây có một con đường. Đây là đường Ngũ Phúc 3. Đây là đường đi vào bên trong. Và bên trong này nữa. Đây, Phú sẽ đi đường thẳng này trước đi. Đi đường thẳng này, lát nữa chúng ta sẽ quay ra nhá. Đi một đoạn thôi. Tại vì trong này nó nhiều đường quá, cho nên là không biết đi đường nào. Trong này đất đai rồi cây cối mát mẻ quý vị. Đó. Lâu lâu đi vào khu rừng, đường rừng thế này, phong cảnh tuyệt đẹp. Đấy, đi sâu ở trong này chắc là có hồ câu này rồi. Rất là vắng. Tôi sẽ vòng ra ngoài đi. Quý vị xem video, quý vị muốn xem chi tiết ở khu vực chỗ nào, quý vị hãy để lại cho Phú những cái dòng bình luận phía dưới nhé. Phú sẽ sắp xếp thời gian tiếp tục đi quay cho quý vị xem. Những cái khu vực ở trong này rất là rộng. Thực ra thì cứ đi sâu ở bên trong, sâu sâu hoài vào bên trong thì cũng đi vào bên trong cái khu vực Vĩnh Cửu rồi Hồ Trị An rồi đó, những khu trong đó thôi. Em cũng sẽ đi qua cái đường bên này đi. Ai đi qua cái đường bên này nha quý vị nha. Đường này lớn, xe lớn có thể đi được thoải mái luôn. Đấy, có xe lớn phía sau bóp còi. Đây, chỗ này có hai con đường. Đây, tôi sẽ đi qua con đường này. Đường này lớn này. Đây, đường này lớn này chắc là đi ngược ra đường quốc lộ 1 thôi. Trên này thì nó thuộc xã Hồ Nai Ba, quý vị ha. Xã Hồ Nai Ba của huyện Trảng Bom rồi.
Đấy, chúng ta ra tới quốc lộ 1A rồi này. Những con hẻm của giáo sư Ngũ Phúc. Đây, con hẻm nữa này. Cái này hết đường. Đây, chúng ta đi ngược ra quốc lộ 1A quý vị. Chúng sẽ hướng về hướng này đi. Ngược về hướng này. Đi vào những con hẻm của giáo sư Ngũ Phúc. Vòng vòng đây quay quý vị xem nha. Đường này nhỏ quá. Dân cư người ta ở này kín mít luôn. Đó. Một vòng rồi đến lát nữa cũng ra ngay nhà thờ thôi à, quý vị ơi. Những con đường này đi vòng vòng cuối cùng về nhà thờ thôi. Dân cư ở trong này kín mít luôn. Trong này ta vừa cây vừa gỗ đây này, có trời này. Đây, tới đây chúng ta lại gặp một cái ngã ba. Đây, tôi sẽ đi qua cái đường này đi. Có đi qua những cái đường này để khỏi phải đi vòng ngược lại nhà thờ nha. Đi qua những con hẻm quay lại xem. Đang xây nhà này. Giờ ta xây nhà nhiều quá. Đây, cái đường này đi qua đâu đây? Đấy, sâu bên trong nữa nha. Sẽ ra đây đi. Ra nè. Các xưởng mộc, xưởng gỗ ở trong này. Đa số khu vực ở trên này thì đều là xưởng mộc, xưởng gỗ. Khu Hòa Bình, Ngọc Đồng, Lộ Đức. À, lên tới trên Vũ Phúc này luôn. Thì thấy gỗ là phơi đầy đường. Con đường nó vòng vo tạm quốc. Em đi lại ra cái đường cũ rồi thì phải. Đây, chúng ta đi ngược ra hướng quốc lộ nha. À, chỗ này là ngay đền Thánh. Rồi quý vị. Đây, chúng ta đến đền Thánh. Đó, thấy không? Khu vực chỗ này là đền Thánh gì đây cũng không biết luôn. Phía bên trên là có tượng một ông Thánh nhưng mà cũng không biết là ông Thánh gì. Này chắc phải đi ra ngoài để có cái bảng mới biết được quý vị. Đây, trước của cái cổng đây quý vị, cổng chào rất là lớn ở đây, chúng ta sẽ bước về thôi. Đây là nguyện đường Thánh Francisco Xavier quý vị nhá. À, hội đồng hương lương hội. À, đền Thánh Francisco Xavier là thánh quan thầy của cha Trương Bửu Diệp đấy quý vị. À,
Cha Trương Bửu Diệp là thánh con thầy là Francisco Xavier. Bây giờ chúng ta lại ngược ra quốc lộ 1 nha quý vị. Kết thúc những con hẻm của giáo xứ Ngũ Phúc. Thật ra thì còn nhiều con hẻm khác nữa cũng chưa có đi. Nó thẳng ra là cũng không có rành đường trong này đâu quý vị. Ở đây còn một con đường nữa này. Không đi luôn nha. Đây là đường Ngũ Phúc 1 này. À, đường Ngũ Phúc này là chắc là con đường đầu tiên của giáo xứ Ngũ Phúc. Nhiều đường lắm, nhiều đường, nhiều hẻm lắm, nhưng mà không thể nào đi hết được. Đất ở trong này rộng quá trời quý vị. Tôi thấy đất ở trong này rộng hơn những nơi khác rất là nhiều. Xem ở đây nó có cái đường khác để nối ra bên ngoài không nhá. Sẽ đi thành một vòng tròn luôn. Khỏi mất công phải quay lại. Rồi, cái đường này là chúng ta sẽ đi qua bên này rồi, chứ không có đường qua đây. Bên đó hết đường rồi các bạn. Quay qua bên này. Bên này thì chắc là chúng ta lại quay lại khu đền thánh Francisco Xavier. Đúng rồi. Chứ ở đây là hết đường rồi. Đây, đây có cái hẻm này. Đây là hẻm này nhé. Đây, hẻm này là cái hẻm lúc nãy chúng ta đi này. Hôm nay chúng ta sẽ đi ra ngay nguyện đường Thánh Francisco Xavier. Đó, vậy là tất cả những con hẻm bên phía nhà thờ giáo xứ Ngũ Phúc cũng đi được một số con hẻm như thế. Tổng cộng là 3 con hẻm. Đường Ngũ Phúc 1 đến đường Ngũ Phúc 3. Còn bên phía bên nhà thờ ở Sài Quất thì còn có đường Ngũ Phúc 7, Ngũ Phúc 6 của nó đó. Chia làm hai bên. Đây, chúng ta đến nguyện đường Thánh Francisco Xavier. Cú sẽ quay ngược ra quốc lộ 1A và tiếp tục hành trình đến những khu vực khác quay cho quý vị xem. Đây quý vị, chúng ta sẽ đi ngược ra ngoài đường nha. Đi ngược ra ngoài đường này chúng ta sẽ đổ dốc Thái Bình. Chợ Thái Bình xuống Ngọc Đồng. Đây quý vị. Thì nhà thờ giáo xứ Ngũ Phúc á, rất là rộng. Khu dân cư của giáo xứ Ngũ Phúc rộng lắm, cũng không đi hết được, mà cũng không có rành hết khu trong đó nữa. Thì nếu mà quý vị muốn xem chi tiết ở vùng chỗ nào, quý vị hãy để lại cho Phú những cái dòng bình luận bên dưới. Cũng sẽ sắp xếp thời gian thì quay và chia sẻ với quý vị nha. Thì cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, mọi sự bình an trong giai đoạn này quý vị nhé.